Nếu đi thẳng chính là quốc lộ 4C và đi lên đây sẽ là lối đi tắt qua Lào Vạch Trải. Nên mình sẽ chọn lối đi tắt. Ngay đầu lối đi có một tảng đá rất to. Cao nguyên đá Đồng Văn, nơi xa nhất, đẹp nhất và hoang sơ nhất tại biên giới phía Bắc, là nơi ở của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số với những nét văn hóa, lối sống đặc trưng. Sau lần đầu tiên tới đây bằng xe máy, tôi đã dự tính sẽ quay trở lại Đồng Văn vào dịp khác, bằng một hành trình đi bộ. Vài người bạn ngoại quốc hỏi đường mình và họ đã lựa chọn đi con đường theo quốc lộ 4C, vì quốc lộ 4C thì có thể là sẽ dài hơn nhưng mà điều kiện sẽ tốt hơn, và đặc biệt trên Google Maps chỉ có show con đường quốc lộ 4C và không có con đường này, và mình không biết con đường này tên là con đường gì nữa, và con đường này nhìn khá là nguy hiểm, một tảng đá không biết từ đâu rơi xuống. Trên đường có thể gặp rất nhiều những đoạn đường như thế, xấu như thế này. Rồi mình bắt đầu tiếp tục leo dốc. Đoạn này rất dài nhưng dốc lại không quá gắt như Bắc Sum và Cổng Trời. Hiện tại thì mình mới leo thôi nhưng trời mưa rất lớn, và có lẽ mình sẽ phải mặc áo chùm áo mưa và đi tiếp. Mình không muốn mắc kẹt ở đây hay là trú tại các khe núi như kia. Trời tạnh rồi, thì trú tại các khe núi như kia rất có nguy cơ là đất đá từ trên rơi xuống. Thời tiết rất khó chịu. Hôm nay mình sẽ chùm áo mưa cho ba lô, tránh ướt ba lô thôi. Trời mưa và sương mù rất nhiều trong khe núi, cảnh vật rất là mờ ảo. Như các bạn có thể thấy phía trước, có thể đây là một đây không phải là một tảng đá nữa mà. Một cái mỏm núi ở đâu lăn xuống rồi. Rồi những tảng đá này có thể sạt lở bất cứ lúc nào. Lấy sức đề phòng. Năm ngoái con đường này do sạt lở nên không được khai thác, mới được đưa sửa, mới được thông lại vào năm nay thôi. Nhiều đoạn đường này thấy dấu hiệu của sạt lở. Leo dốc thực sự rất mệt. Chính là một đoạn đường sạt lở đã được dọn dẹp. Mình thấy ở đây kia, đất đá từ đâu đó trên cao kia đã sạt lở lan xuống thế này. Mình thấy là đoạn
đất đá lăn tràn xuống làm gãy đoạn rào chắn này, mình vừa leo lên được. Đây là đỉnh của cái đoạn dốc vừa rồi. Trời đang ngớt mưa. Ở đây thì sương mù răng khắp nơi. Hy vọng trời sớm tạnh mưa. Trời mưa lớn rất là tệ, không chỉ ướt mà còn có nguy cơ bị sạt lở đất nữa, rất nguy hiểm. Chính là đỉnh của cái đoạn dốc vừa rồi. Mặc dù rất muốn nghỉ nhưng mà quanh đoạn đường này rất nhiều đất đá dấu hiệu sự sạt lở trước đây, chắc phải tìm một đoạn nào đó an toàn hơn. Sau khi nghỉ một chút và thay pin cho GoPro, mình sẽ tiếp tục lên đường. Khung cảnh đây rất tuyệt diệu. Không biết đây là sương hay là mây nữa. Nhưng mình có thể thấy là mình đang đứng ngang với mây. Nếu đây là mây thì mình đang đứng ngang với mây. Con đường đầu kia cũng đang được bao phủ trong mây kìa. Có lẽ mình đang đứng trong mây nhưng mình không thể nhận ra được. Kinh dị. Thế chưa, có một tảng đá rất lớn. Một tảng đá rất lớn sạt xuống. Wow. Có lẽ vì lý do này mà năm ngoái mà con đường này không thể đi được. Cái ô cây cổ thụ rất lớn đứng chơi trọi ở kia ven đường. Nếu có thể check in đây thì rất là đẹp. Chính là cây cổ thụ tên Sơn Đèo. Hốc cây thủng một lỗ rất lớn nhưng mà cây vẫn bám ở trên vách núi. Nó có một người dân đang ngồi, có lẽ là bán gì đó. Ông ngồi đang gì đây? Ông ngồi đây ngắm một cảnh ạ. À? Tao chụp hình luôn.
dưới thung lũng à? Cảnh đây đẹp quá. Đi bộ ra? Dạ. Đi bộ ra? Đi một mình. Cháu đi từ dưới kia lên. Giờ mới leo lên đây được. Không đi xe. Rồi, năm ngoái cháu đi xe, năm nay cháu đi bộ thử. Năm nay phải đi bộ. Nhà ông ở dưới này đúng không ạ? Ở trên này. À, trên này. Trên này cũng có người nhà. Có nhiều. Dạ. Trên này của mình là bản gì không? Trên này là, trên này là bản, gọi là bản gì ạ? Hả? Trên này bản là thôn, gì ạ? Thôn quá. Cán Tỷ. Cán Tỷ đúng không ạ? Nào cháu đi qua Lào và Chải. À, đi Lào và Chải à? Dạ. Đi Yên Minh hay là đi Lào và Chải chứ? Nếu mà đi nhanh thì cháu đến Yên Minh luôn. Còn không thì cháu chắc ở lại Lào và Chải. Nghỉ đấy. Ừ. Cháu đi trước nhá. Vâng. Cháu trước không tối. Đeo cái gì đi làm đấy? Dạ. Đeo cái gì mà đeo làm thế? Có ba lô mấy cả lều ngủ. Nếu mà không đến được Yên Minh thì cháu ngủ lều. Vào nhà danh ngủ đi. Dạ. Cháu đi trước nhá không? Có một ông lão ngồi ngắm cảnh. Sự cảnh đây quá đẹp. Đây đúng là đi săn mây. Thực sự ở đây có thể với tay tới mây. Kia, chính quãng đường kia là sẽ băng qua mây. Đứng đây là nhìn thấy thung lũng vô cùng đẹp ở phía dưới và con đường còn rất dài. Thực sự là tối nay nếu đi đến tối mình có thể đi đến Lào và Chải thôi. Nếu muốn đến Yên Minh có lẽ phải đến tầm 9-10 giờ tối mới tới được Yên Minh. Hiện tại thì mình vẫn còn chưa tới được thôn Cán Tị nữa. Cung đường này thực sự là rất đẹp. Yes. Đáng tiếc là GoPro mình không còn nhiều dung lượng nữa. Hôm nay bỏ lỡ những cảnh đẹp này được. Mình sẽ lấy A6000 ra để đỡ cho GoPro. Mình vẫn đang trên cung đường từ Cán Tỷ tới Lào Và Chải. Hiện tại thì mình vẫn chưa tới thôn Cán Tỷ nữa. Có lẽ thôn Cán Tỷ sẽ nằm đâu đó ở trên kia. Mình vẫn chưa đi được có lẽ là 1/5 quãng đường. Nhưng mà cảnh ở đây quá đẹp nên mình đã dừng lại và dùng A6000 để quay vì GoPro đã gần như là hết dung lượng rồi. Và cảnh ở đây thực sự là quá đẹp. Mình không cầm lòng nổi. Cái kia thung lũng. Con đường dưới kia là 4C. Và con đường phía trên chính là con đường tắt đi qua Lào Và Chải. Đây là một góc nhìn khác xuống thung lũng vừa rồi.
Mình đi thêm một đoạn nữa mới xác định được kia có phải là con đường qua Lào Cai hay không, hay là đi thẳng đây. Đây là một căn nhà dân tộc điển hình, lợp mái ngói, còn ít tôn nữa và xi măng. Còn phía cũ là mái ngói. Con đường dọc theo dòng sông và đường quốc lộ 4C không phải là đường đi Lào Cai Trải, mà con dốc ở trên phía trên kia mới chính là đường đi Lào Cai Trải. Thực sự sẽ phải leo rất 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 cao nữa. Oh my god. Còn con đường đất này có lẽ là dẫn đi tới một thôn làng nào đó. Mình leo tới một đoạn có thể nghỉ được. Thực sự là con đường còn rất dài, bao nhiêu nằm ở trên kia. Vì trên kia thấy có một đoạn rào chắn màu trắng. Ôi mẹ ơi, hiện tại đang là, đúng rồi, kia. Bên kia và mình đã thấy một chiếc xe khách đã đi lên đó. Và bây giờ hiện tại đang là 15:30. Và khả năng đi tới Lào Cai Trải là rất thấp. Có lẽ là trong vòng 2 tiếng đồng hồ nữa mình cũng chỉ có thể leo lên trên đỉnh thôi. Mình đã vào một cái thôn làng, có lẽ là đây là Cán Tỉ. Con đường đi lên nó rất là cao. Ở đây có một cột điện ghi trạm biến áp Sùa Cán Tỉ. Ở đây có thể thấy được đường lên. Đây, đường lên sẽ nằm đâu đó quanh đây và phải lên tít trên kia. Mình đã leo cao một chút so với đoạn vừa nãy. Và kia chính là một hồ chứa nước trên này. Và người dân đây sẽ ngoài nước suối sẽ dùng những hồ chứa nước như này. Chắc hồ chứa nước này từ nước mưa và các nước suối dẫn về. Và mẹ đang hello. Chào các bạn. Đây vẫn là con đường đi lên. Và còn rất xa nữa, mình nghĩ rất xa nữa mới tới được đỉnh để vượt qua ngọn núi này. Và mình tìm ra một khoảng đất trống như thế này. Như tối nay mình sẽ cắm trại chỗ này. Tạm thời ngủ tại xã Cán Tỉ ngày hôm nay. Chào bạn. Hiện tại thì mình đang ở xã Cán Tỉ, thuộc ở trên một cái triền dốc. Trên một cái triền dốc để đi từ xã Cán Tỉ qua Lào Cai Trải. Thì hôm nay kế hoạch của mình sẽ đến Lào Cai Trải, nhưng mà thực sự là con dốc này rất cao. Rất cao. Độ cao nếu theo Google Maps thì độ cao từ dưới thung lũng mà dưới, mà buổi chiều mình đi lên đây và tại thời điểm tại thì bây giờ thì là khoảng hơn 500 mét. Tức là mình đã leo hơn 500 mét và với quãng đường là khoảng 6 cây. Và mình sẽ ngủ cắm trại và ngủ lại đây đêm nay vì tại chỗ này có một bãi đất trống.
Và đầu kia có một đoạn ống nước dẫn nước suối từ trên núi xuống. Mình có thể tắm gội ở đây được. Và thực sự đây là không thể nói là đất được, bãi đất được. Vì hầu hết ở đây đều là đá. Các người dân bản xứ đều trồng, tận dụng những phần đất ít ỏi để trồng cây. Còn lại hầu hết đều là đá hết. Hầu hết đều là đá. Các ngôi nhà cũng đều xây trên các vách đá. Ví dụ như ngôi nhà này. Hiện tại thì trời rất âm u, có mưa nhẹ. Giờ mình sẽ cắm trại tại cái đá dăm này. Đây là một lều. Đây là một lều ngủ dành cho hai người. Đây là lần đầu tiên trong hành trình mà mình sử dụng đến lều. Vì các thì ba hôm trước mình đều cố gắng đi tới các thị trấn và tại đấy đều may mắn lại đều có nhà nghỉ. Chuyến đi Hoàn Sơn lần trước thì trong lúc cắm trại mình cũng gặp một đám nhỏ. Và đây mình cũng gặp một đám nhóc. Nhá con đâu? Các con biết các con nói tiếng Kinh nhớ không? Nhá con đâu? Ô ngã gì vậy? Mấy đứa nhóc rồi dễ thương. Dưới kia hả? Phải. Nhà cô giáo dưới đấy hả? Dạ. Con học ở đâu? Trường con ở đâu? Chưa? Bà gọi chưa? Bà con kia hả? Trẻ nó quen
Với việc chơi trên các vách đá này thực sự rất là nguy hiểm. Đi, vào đây, vào đây, vào đây. Vào đây. Vào đây chơi đi. Sau khi dựng lên thì lều cũng đã thành hình chút. Tiếp theo là móc những cái móc như thế này. Và cùng là đây. Đây chính là chiếc Medford Checker 2 dành cho 2 người. Anh ơi, tí nữa nếu mà có gì em mượn em tắm xong em lại gắn vào nhé. Dạ. Nếu trời không có mưa gió thì có thể cố định lớp che mưa này. Nhưng mà thực sự thì trong này rất là kín gió. Khu vực ở đây rất là kín gió. Không có gió mấy. Mà mình muốn là buổi đêm mình có thể ngắm được cái trên bầu trời nữa. Thì mình sẽ không cố định mấy lớp này. Tại vì thực sự khi mà cố định lớp che mưa này mình sẽ phải sử dụng cọc, buộc rất nhiều dây, cọc và dây. Mấy đứa nhóc này nhìn. Muốn nói là tại các góc của lều, giữa lớp lều che mưa, giữa lớp vải lớp che mưa và chẳng biết nói cái này cái gì, và chân lều này sẽ có một cái khóa như thế này. Ta có thể khớp vào như thế này. Nhưng mình sẽ chỉ để như này thôi mà không cố định lều, để tối mình có thể bỏ lớp che mưa ra. Ok. Mình sẽ cất đồ vào trong lều. Thì lều này có cửa lều thì làm loại khóa có thể mở phía trong phía ngoài. Không gian trong lều khá rộng dành cho 2 người, có thể để vừa ba lô và có dư chỗ để nằm. Chuẩn bị cho việc cắm trại ngoài, mình có một số vật dụng như là túi ngủ, đặc biệt là một thứ rất là hữu ích, sử dụng rất là tốt. Đây là chiếc chiếu như này, chiếu du lịch cá nhân, có thể sử dụng một chiếc chiếu du lịch như thế này lót vào trong, vừa êm lại vừa có thể giữ ấm nữa. Bỏ túi ngủ và lèo ra thì chiếc ba lô nhẹ hơn rất nhiều.
nhưng mà cũng không thể không mang theo túi ngủ và lều được. Nếu không sẽ không có chỗ mà ngủ, hoặc là chỉ có thể ngủ ở nhà dân thôi. Giờ thì thấy là việc mang theo 20 cân là có chút hữu ích rồi. Chỉ cần như này là đã có thể ngủ được rồi. Vì trời sẽ hy vọng là không mưa. Nếu trời mưa thì mình sẽ ra ngoài và căng lại tấm che mưa. Còn hiện tại như này là đã phải ngủ. Đây là cọc cố định cho lớp che mưa. Có thể ngày tối nay mưa sẽ phải sử dụng đến những cái cọc như thế này. Và mình đã, trong chuyến đi trước mình đã làm mất rất nhiều cọc. Mình đã phải mua thêm cọc ở bên ngoài, cọc thêm. Vậy là đã hoàn thành. Vậy là đã hoàn thành việc dựng lều. Việc dựng lều này mất khoảng 10-15 phút thôi, không quá lâu. Và lều này dành cho hai người. Mặc dù có ba lô nhưng nếu để gọn thì vẫn có thể nằm được hai người. Trừ trời có mưa gió thật lớn thì có thể lều này không có thể chịu được, không chịu được. Và một điểm nữa là lều của mình bị một lỗi nhỏ trong ở đây, ở đâu đó quanh đây, và khi trời mưa lớn có thể sẽ bị dột. Và mình đã thử trong điều kiện thời tiết mưa lớn và đã bị dột rồi. Nhưng nếu mà thời tiết như thế này thì không có gì đáng ngại đâu. Nếu mưa nhỏ cũng không có gì đáng ngại. Và không gian trong lều rất là rộng. Rất rộng. Bây giờ mình sẽ đi tắm. Hẹn gặp lại các bạn. Vào cái thế nào? Đi vào bằng cái thế. Đi vào bằng cái thế. Đó. Nhỏ. Khoan thì chị. Coi chắc là lúc cụ rổ mắt thì vào mắt. Thêm lúc cụ rổ cả. Mấy nhìn này. Ngủ tối ủa nhìn gì chắc cụ này không? Mà có mặt lâu không có thứ gì rồi? Mặt lâu ấy. Mình đã tắm rửa xong rồi. Tối nay mình sẽ ở lại đây. Anh tên gì anh nhỉ? Giáo. Anh Lao ạ? Giáo. Giáo ạ. Và đây tiếng Mông mình chào anh nào ta? Chào ạ. Chào, xin chào. Xin chào ạ. Xin chào thì... Tiếng Mông. So xanh. So xanh. So xanh. Có tiếng, có chào buổi sáng rồi chào buổi tối hay chỉ cứ so xanh? So xanh. So xanh. Em trong đi làm ở trong tận Cà Mau rồi. Có thằng em người Tây. Người Tây là người Tây ở gốc Thái Nguyên, chứ không người Tây ở đây. Ở đây mình có Tây Mông Nùng ấy. Chắc Thái không có. Anh tên anh là gì ta? Giáo. Giáo. Vâng. Bây giờ mình xuống nhà anh Giáo chơi. Trên này chủ yếu là người dân tộc Mông. Qua nhà anh Giáo chơi. Chắc lấy vợ đấy nhỉ? Ừ, hai đứa con rồi. Hai đứa con rồi. Đường này ông anh vừa lắp xong chưa sửa. Cố gắng đi nhé. May mưa quá, không mưa thì mất thời gian. Chuẩn phải.
cục tới nhà. Yeah. Dép mình gần khá là trơn. Chào cả nhà. Chào bé. Đây nhà mình là hai vợ chồng ở. Hai con lớn hai một chắc phải. Anh già rồi. Anh 30 rồi ạ. Trông trẻ. Khỏe. Cái kèn này là kèn gì? Kèn. Kèn. Con này học thủ. À. Con này ít thủ. Ít thủ luôn. Ừ, đó, rồi vậy. Sắc qua nào. Phải học luôn. Ở trường mình không tổ không bao giờ bỏ được. Chuyện là mình bọn nhiều năm đi học sợ máy lung tung thì mất góc. Trên này nuôi dê chắc hợp. Tại vì ở trên đỉnh viên nuôi ở trước kia anh nuôi mà nuôi 30 mấy con. Mình chuyển nhà sang đây thì mình bán. Tôi cầm. Trên này chắc mua tạp hóa rồi mua thuốc thì... có thuốc nữa. Uống đau uống thuốc nữa. Uống thì phải uống. Ủa, thế nhà mình là quê quê đây hay là xa? Kiểu họ hàng anh em hay bố mẹ? Đấy. Trước kia mình ngay ở đằng trước này rồi mình chuyển sang đây thôi, mình đổ đất mình chuyển sang đây thôi. Cái này và bằng là chú em anh vừa làm ở đấy, mình đổ đất nó mình còn làm được thì mình thuê nó đọc đất vào sang xếp sang đây. Chưa ăn được tiền, khả năng thì mình phải xây nhà gần đường cái tiệm. Đây thì mình nuôi gà đấy nuôi. Bòn luôn lợi. Anh Sáu, à, trước kia bố mẹ để nhiều sáu anh em rồi. Anh là có Út. Vậy mà đấy, chị, cả anh cả chị đều ở làng này ấy. Xa Lồng Tăng, sân đây ấy. Chị ở Lồng Tăng. Ôi, tức là mình phải đi chợ phiên rồi mình mới gặp nhau giống như trên. Trước kia mình đi khảo với bảo cô đi, nhưng mà mình đi khảo với mình có anh em trước kia đi xe đạp thôi. Máy di động cũng không có. Đi xe đạp thì ngon lành quá hả. Trước kia thì thằng có tiền mới có xe nào đi. Trước kia thằng giàu biết mua bán thì đi xe mi thôi. Ông các cụ thì toàn rác ngựa đi chợ. Không hiện đại như bây giờ. Bây giờ xe máy rồi. Nhiều. Điện thì đấy nó lâu rồi. 2002 có rồi. Điện. Điện. 2002 có điện. 2002 có điện. Mở đường, có đường dễ. Bé là tên gì? Diên. Vâng. Trước kia mình không ở nhà thì bà với vợ ở nhà thôi thì họ sang đây thì trên lòng mong mình thì mình để làm tê Diên. Diên. So với giấy khai sinh thì đi học thì xin văn sông. Ở đây mình anh sinh là chắc đầu có lên bệnh trạm xá bệnh viện đó. Cứ bà mụ hay là mấy bác tự đỡ đẻ gì nè. Mình đỡ đẻ không được do dân tộc mình số mình không có cái gì xảy ra thì mình đỡ đẻ không được. Cái khả năng mình con đầu tiên thì mình phải xuống bệnh viện. Bệnh viện là dưới trên quản bạ không, nó lên sáng nhiều thằng mình quen biết nó là nó giúp mình đỡ đẻ.
mà phải một hai ngày nữa thì chuyển mới để chuyển quần bà. Anh có đủ để chơi không? Ít không ít. Còn hạt tăng gần gì là còn một nhau sáng sắc dạ từ từ con thôi từ từ làm nó mình xuống đôi nhá, sau nó còn một nhau sáng cái sáng không em lên luôn được không ra đâu. Không, thằng con nó lên quyển này sợ dạ. Gì em có ít từ một chứ sợ trẻ con thôi người già không sợ con nhá một chú ấy chả có con này nhau đầu thằng ấy sao đầu không đầu hết nhưng chỉ tôi chọn mà thì số chọn. Bây giờ nó mở lại đường này rồi chắc là tiện rồi. Nó tiện rồi. Mưa lũ nước dồn sạt lở. Sạt lở ở đường này không ngon lành rồi. Vừa sửa xong thì ái hết nát hết rồi. Okay. Thử đây rồi. Thử làm đi. Cái cây thì pha pha vào nước này. Này thuốc lào. Ừ, thuốc lào mua đâu em biết là quê em thì là làm chuyên làm thuốc lào à. Hải Phòng Tiên Lãng Hải Phòng à. Thuốc lào thì thuốc nhiều người già toàn thuốc lào hay là mình đi leo rừng hay là mình đi dạo chơi thì mình mới mua một hai gói là thuốc. Thuốc lá thì có hút rồi nhưng mà thuốc nào chưa. Ừ. Hút dần dần không cay mấy. Trước ra anh thử hút, mình đi chảy hút ở trên rừng kia. Mình lề mề thì mình phải bác buộc phải hút thuốc. Nếu không ấy về man nước hay rau. Ừ. Thế mình chịu khó phải hút thôi. Thế mình mới nhẹ. Với so với mình đi làm thuốc. Thôi sạc rồi. Sạc rồi. Sạc rồi. Sạc rồi. Ôi đồ tàn đâu ấy. Tàn gạt ra. Hả? Chị tàn gạt ra. Thổi những phát mà bay ra rồi. Thổi ra. Thế này. Ừ, thế máy này. Hút phê rồi. Hút quen. Hãy cho nó lỡ. Lợn là mình là lợn thường hay là lợn tộc? Lợn thường mình nuôi chứ. Lợn tàu mình kể cả mình nuôi lợn rẻ. Lợn tộc ấy, lợn mà lợn đen đen không phải lợn mình nuôi lợn là lợn lợn trước kia cao bác của nuôi cái rồi. Lợn chính mình. Ấy. Nhưng mà thịt bám nó đắt hơn. À nó nghèo nó ngon hơn. Và anh đang nuôi lợn đấy, lợn tộc đấy, lợn mán đúng không? Vâng, em nuôi lợn đen. Lợn đen bán nó đắt hơn, mình mổ ăn nó ngon, thịt của nó ngon hơn. Mình cảm thấy nhiều thằng bỏ một lợn cái nó thích mùi mỡ thì cả canh nó thích hơn. Bởi vì mình không cho tam chồng, không cho cám đâu. Cái rau với cái rau với cỏ đâu dưới kia thì nó cũng nuôi lợn đen. Ừ. Nhưng mà nó không thể ngon bằng trên này đấy, không bằng trên này, không thể bằng được đấy. Nhiều thằng cũng có một thằng bạn anh cáo ở dưới Hà Giang cái nó bảo thu lợn gì mình không nên ăn đâu, mình phải lên trên vòng cao cắn tiền tìm một hai con này mỗi tết ăn nó ngon. chiều bếp ở lúc đêm kia mình mang được một miếng cho nó bảo hút lại trên vòng cao sẽ ngon thế nhỉ. Mình phơi khô càng ngon lại mình thì hô mình phơi cuối đây. Gà ở trên này ngon hơn.
trăm tư, trăm rưỡi. Thì quá phải trang kỳ nghiên thông minh ngon, quá phải trang kỳ nghiên không giải nước sôi đi. Toàn đào ở trên mà con này thôi. Nhưng mình bán là mình toàn mang xuống dưới bán. Mang xuống dưới mình có biết nó nhiều thì mình chờ, chờ tầm tải cho nó hơn. Tải được nó một nhờ là do mình biết nó biết mình làm ăn lâu quen mới bỏ đà bà lên quần đây làm gì mà nó mua nè. Bề ngoài con ở tay là mình mà nó mua thì phải chờ tận tạ mới mua. Xin chào các bạn, hiện tại thì đang là 7:30 tối. Lúc này mình có đến nhà anh giáo lúc chiều xuống nhà anh giáo chơi. Và có ngồi chơi và nói chuyện với anh một lúc, bây giờ mình đã trở lại lều của mình rồi. Rồi mình đã trở lại lều vị trí lúc buổi chiều. Mình hiện tại là 7 giờ tối và xung quanh là tối, rất tối. Mặc dù nhà đã có đèn nhưng mà cũng không thể, tại do có thể hôm nay không có trăng, trời hôm nay âm u không có trăng và sao nên rất tối. Mình sẽ quay trở lại lều và đóng lều lại vì bên ngoài rất nhiều muỗi rồi. Tối nay sẽ đi ngủ thật sớm. Tối nay sẽ cần phải đi ngủ thật sớm. Mai sẽ tiếp tục lên đường. Mình đã hẹn với anh giáo là năm sau sẽ quay lại. Năm sau sẽ quay lại. Năm sau quay lại và dùng cơm tại nhà anh. Lúc anh có mời mình ăn cơm thì mình xin phép là làm sao em quay lại. Khi đấy mình sẽ đi xe máy. Làm sao mình sẽ quay lại đi xe máy và ghé thăm nhà anh giáo. Vì năm nay mình mang quá nhiều đồ. Anh giáo lại kêu con anh lại lên lịch trông đồ cho mình. Mình cũng hơi ngại. Có một chiếc gối êm ái để ngủ. Chiếc ngủ này khá ấm. Nhưng loại này cũng là chỉ là loại có độ dày trung bình thôi, chưa phải là loại có dày nhất. Sau khi ăn xong mình sẽ vệ sinh máy một chút. Mình sẽ vệ sinh máy và đi ngủ luôn. Sáng mai mình sẽ dậy thật sớm và lên đường sớm.